thì chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đó không có điều gì không thấy, không việc gì không biết, không vấn đề nào mà không hiểu rõ, và không pháp nào mà không chứng, hiện biết thấy những ý vui khác nhau của tất cả hữu tình. Cúi xin chiếu giám, lòng thành tha thiết của ta, nếu ta thật sự có thể tu Bồ Tát hạnh, nhất định đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cứu giúp hữu tình ra khỏi khổ sanh tử. Thể nguyện cho người nam hoặc người nữ kia không bị loài phi nhân quấy nhiễu. Loài phi nhân nghe lời của ta sẽ bỏ đi. Khi Đại Bồ Tát ấy nói lời như vậy mà loài phi nhân kia không chịu đi thì nên biết vị ấy chưa được thọ ký bất thối chuyển. Còn như khi Đại Bồ Tát ấy nói vậy mà loài phi nhân kia chịu đi thì nên biết vị ấy đã được thọ ký bất thối chuyển. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát chưa tu học hoàn hảo bố thí,